hình thành và phát triển, Nha khoa Minh Châu tự tin là đơn vị uy tín top đầu Việt Nam trong điều trị chỉnh nha. Với đội ngũ y bác sĩ tận tâm, chuyên môn cao, cùng trang thiết bị máy móc hiện đại, cam kết mang đến cho mọi khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, thoải mái nhất với các dịch vụ chỉnh nha. Đặc quyền phương pháp chỉnh nha mắc cài cánh cam không gây xước lở loét môi trong mà lại kết quả nhanh hơn 30% so với phương pháp mắc cài thông thường. Đột phá công nghệ niềng răng trong suốt Invisalign với chất liệu an toàn, tính thẩm mỹ cao, tháo lắp dễ dàng, phù hợp cho mọi đối tượng, nhất là những người ưa thẩm mỹ cao. Bọc răng sứ thẩm mỹ với công nghệ thiết kế độc quyền cá nhân hóa cho khách hàng, bảo tồn răng gốc tối đa, hạn chế mài nhỏ, an toàn tuyệt đối. Cường răng implant. Nhà khoa Minh Châu tự hào là đơn vị phục hình răng mất uy tín hàng đầu miền Bắc, phục hình cho nhiều ca mất răng nghiêm trọng, mất nhiều răng bằng phương pháp cường răng implant đơn lẻ và toàn hàm, giúp khách hàng lấy lại hàm răng chắc khỏe, ăn nhai thoải mái như răng thật. Nhà khoa Minh Châu, tỏa sáng nụ cười Việt. Đăng ký ngay để nhận nhiều ưu đãi.